Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà và chuyên các cái dòng xe bán tải khu khoam lăng nhăng. Hôm nay thì buổi trưa, nói là các bác là thời tiết hôm nay là bắt đầu quay gió rồi, rét mướt cực kỳ luôn, đứng bên ngoài nhiệt độ đang là 13 độ. Và thôi, bỏ qua câu chuyện nhiệt độ đi, mình ngồi trong con xe này thì chắc chắn là ấm rồi. Và hôm nay em mang đến cho các bác một chiếc xe nóng hổi vừa thổi vừa sơi đây. Một chiếc Ford Ranger bản XLS, số tự động một cầu 2016, xe biển Hải Phòng 15C18799. Bác chủ cũng tâm huyết lắm bác ấy mới bấm được quả biển 99 đấy các bác ạ. Vâng, không phải dạng vừa đâu. Một chiếc xe màu đen, sơn xi sạch sẽ, ngon lành. Xe đảm bảo cam kết cho bác là không có đâm va, không tai nạn ngập nước, không phạt nguội thủy kích. Giấy tờ hồ sơ thì đầy đủ và đăng kiểm thì còn dài đến tháng 6 năm 2024. Một cái dòng xe khá là ngon, con này chạy được 12,6 rồi. Nội thất của xe vẫn còn đẹp, thùng bệ thì chắc chắn và chất xe thì đảm bảo cho anh em là không phải nghi ngại. Form dáng chuẩn chỉ luôn. Và đây là một chiếc xe cam kết đảm bảo không đâm đụng, không lỗi lầm. Nên là anh em cứ yên tâm vào việc là qua xem xe trực tiếp rồi nhá. Con này được cái máy dầu 2.2, tương đối là khỏe, tương đối là lành. Với mức tiêu thụ nhiên liệu dầu khoảng tầm 7 lít đến 7,5 lít trên 100 cây. Một dòng xe chạy rất là chất luôn. Với thùng thì bác chủ cũng đã được độ thêm một cái quả lắp sàn lốc để gọi là xê dịch đồ hàng cho nó thoải mái. Còn đâu về chất xe thì tương đối là ngon. Đấy, toàn bộ sắt xi gầm bệ các thứ là ok. Và xe thì cam kết đảm bảo các bác là zin tuyệt đối không đâm đụng. Còn lại va quẹt xước sát thì các bác bỏ qua giúp em. Nói chung là mua xe cũ thì không tránh khỏi những khiếm khuyết đâu. Cứ bác nào mà chạy xe nhiều các bác biết đấy ạ. Mình đang yên đang lành tự dưng người ta va vào thôi. Nhưng cái này không vấn đề gì. Còn đâu là xe này thì không có cái chuyện đó nhá. Vâng, đã kiểm tra hết rồi, test hết rồi. Và xe thì bác chủ bác cũng để lại cho em mấy ngày tối ngày hôm qua. Và muộn muộn tối thì cũng chẳng kịp quay. Thế là để đến sáng nay thì em lại mang về cho các bác chiếc xe này. Nói chung là review xe thì chuẩn chỉ luôn. Nên là các bác nào yên tâm thì cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn. Đấy, chất xe thì được cái dàn lốp con này 70%. Anh em cứ đi tầm khoảng hơn gọi là 5-2 năm nữa thì hãng thay. Chứ bây giờ mà thay thì cũng phí nhá. Còn đâu là về chất xe tương đối là ok. Đấy, xe chất lượng thoải mái cho anh em. Đấy, mặt nạ thì con này là hàng độc luôn. Bình thường thì nó đang mang màu xám nhá. Nhưng mà đây là mang màu ghi đồng. Đấy, chất lượng xe thì có thể ok các bác. Và xe thì nói chung là tất cả các thứ pháp lý giấy tờ hồ sơ thì các bác yên tâm, không cần phải nghĩ ngợi gì luôn. Đấy, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2024, xe chạy được 12,6. Và các bác nào yêu thì điện thoại ngay. Form này thì nói chung là đẹp rồi, chẳng chê được cái gì. Giá tiền thì em đang bán là 418 triệu đồng. Đấy, chuẩn chỉ luôn nhá, không bớt không xén gì đâu, có lọc lá một chút thôi các bác ơi. Vì tiền nào của đấy thôi, giá tầm này thì cũng rất là hợp lý rồi. Mặt ca lăng của xe thì còn đẹp. Đấy, capo của xe thì gân guốc nổi rõ ràng, không hề lỗi lầm. Đấy, cam kết đảm bảo anh em là cứ nhìn là phê luôn. Còn về phần đèn thì em này đang sử dụng đèn halogen, toàn bộ đèn là trong và không hề có ố mốc, không hề rạn nứt tí nào. Đấy, sạch sẽ như thế này đây. Và đây cũng là một chiếc xe giá cả rất là phù hợp các bác nhá. Loanh quanh ở 4 đồng thôi, nhưng các bác đã qua ngay là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, một mẫu bán tải và bược bán rất chạy thị trường Việt Nam. Chất xe đảm bảo cho anh em và không hề lỗi luôn. Đấy, toàn bộ mặt ca lăng hay là mặt cản trước của xe đây hoạt động hoàn toàn bình thường và không hề lỗi lầm gì cả. Anh em về là cứ yên tâm về việc và chạy thôi. Đấy, chất xe quá yên tâm rồi. Còn về phần kính của xe thì toàn bộ kính của xe là zin nhá, toàn bộ kính là 2015 là zin luôn. Em này là đời 2016, form mới đẹp căng. Đấy, dàn lốp Dueler Briton HT, lốp dày 2020. Lốp dày bịch luôn. Và cái này thì là đang sử dụng lốp 255-70 la răng 16 chuyên dành cho dòng bán tải. La răng 16 của xe là nhôm đúc nhá, và có phanh đĩa đầy đủ. Phần lòng cua lốp của xe thì đấy, anh em nhìn này không có mục mọt, kể cả là sắt xi gầm bệ là không hề lỗi lầm tí nào. Anh em về là cứ yên tâm là chỉ có việc đổ dầu và chạy thôi. Nhưng nhớ là phải bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Chứ còn nhiều ông thì cứ vớ được xe là cứ đi thôi, không hề để ý tí nào đến dầu mỡ. Thành ra là cứ bảo chê tại xe. Thế thực sự ra là người ta bảo là luôn câu là của bên tại người. Kể cả người mà mình cứ dùng bình thường mà chăm chút tỉ mỉ thì bao giờ nó cũng đẹp. Chứ còn mình dùng như phá chắc chắn là không bao giờ có chuyện là xe ngon rồi. Toàn bộ tôn sườn của xe thì ok, sơn sườn sạch sẽ và keo chỉ là bao zin tuyệt đối cho anh em. Vâng, keo chỉ thì đảm bảo cho anh em là zin tuyệt đối, nên anh em yên tâm nhá, không phải nghĩ ngại gì. Đấy anh em nhìn này, toàn bộ chỉ keo cánh của xe là ok. Và tappy cánh thì xịn sò. Đấy, có điều khiển kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường.
Ê ơi, phải nói anh em như thời tiết đã mưa lại còn rét nữa. Đó, thời tiết như thế này ngồi trong xe là sướng nhất. Nhưng mà thôi, review cho anh em nhanh nhanh con xe này để cho anh em là đánh giá luôn là chiếc xe chất như thế nào. Sau video này thì em sẽ chuyển ra một con Parezo bản sport máy dầu, gọi là chuyên chạy địa hình mà lại còn có nguyên cả một bộ giá nóc cơ. Đấy, chất xe thì nội thất ghế thì khỏi chê nhá, ghế da mềm, độn da êm. Và cái này thì anh em cứ yên tâm là đi thoải mái luôn, không hề nghĩ ngợi. Túi khí an toàn thì đã kiểm tra rồi, mở ra rồi, vẫn còn nguyên. Đấy, các cái phím chức năng đầy đủ. Và nhựa của vô lăng là còn nguyên cho anh em. Toàn bộ nhựa vô lăng là còn nguyên bản, đấy, không hề lỗi lầm. Xe thì chạy được 12 vạn 6 chuẩn chỉ luôn nhá. Và anh em nhìn này, toàn bộ phần mặt táp lô của xe là còn đẹp. Có màn hình, có cam lùi, màn hình OLED Pro tương đối là nhiều tiền đấy ạ. Vâng, cái này thì cũng khá là ok. Đấy, điều hòa cơ và xe là xe số tự động một cầu, không phải là số hai cầu nhá. Đấy, này là nhìn nó rất là đơn sơ. Với cái tầm tiền này thì đây cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Anh em mua những cái chiếc xe như thế này về vừa là kết hợp công việc, vừa là kết hợp làm ăn, mình rất là thoải mái, gọi là đi gia đình cũng được. Đấy, bàn đạp chân phanh chân ga của xe nó còn nét như thế này. Và bản lề thì là chuẩn chỉ cho anh em, keo chỉ rồi đinh hàn đinh bấm các thứ là ok nhá. Xe đảm bảo cho anh em hết nên là anh em cứ yên tâm về là chỉ việc chạy thôi, không phải làm gì. Đấy, chất xe thì đẹp căng và nói chung là tất cả các cái này thì ok, không hề lỗi lầm. Anh em nào mà muốn mua thì alo ngay cho em. Đấy, toàn bộ phía bên trong nội thất này, anh em nhìn này. Đấy, nội thất nó còn đẹp như này. Nội thất ghế nhá, đặc biệt là trần. Trần chấm điểm 10 luôn, không bị sổ lông, không hề bị bụi bẩn một tí nào. Đấy, quá ok cho một chiếc xe tầm giá như vậy. Vâng, tôn sườn thì mỏng manh nha. Đấy, gõ đều luôn chứ không hề bị lỗi nhá. Còn phần sắt xi anh em nhỉ. Đấy, sắt xi nó còn nét như thế này mà. Không hề han mọt tí nào. Nhiều bác cứ bảo là Hải Phòng em thì có muối mặn nước biển, nhưng mà nói thật các bác, chứ nếu mà nói vậy thì ở Việt Nam mình nha, nó có khoảng tầm 40 cái tỉnh thành kiểu gì cũng dính dáng tới biển, dọc từ Bắc vào Nam, anh em biết mình hình chữ F rồi gì. Vâng, thế nên là anh em bỏ qua nhá. Vâng, thế còn toàn bộ phần gọi là cái gì nhỉ, em tự dưng em quên rồi các bác ạ. Vâng, cái nắp thùng và cái nắp thùng thấp của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường, khả năng kín nước tốt, chống nước sạch sẽ. Và thùng bên trong xe thì nhựa của nó tương đối là dày, các bác nhìn này, nhựa dày. Và cái này thì đang sử dụng cái lót thùng của Arecolab nhá, cũng là một cái lót thùng tương đối là dày dặn luôn đấy ạ. Nhựa thùng đẹp. Ở đây các bác nhìn này, đinh hàn các thứ của xe là còn nguyên. Đấy, dấu cột còn nguyên. Đấy, đèn hậu này, đèn hậu nó trong vắt như này. Đấy, nhìn đèn hậu rất là mê nhá, sạch sẽ luôn, chứ không hề bị gọi là ố mốc rạn nứt tí nào. Đấy, cái dòng này thì được cái là xe là bằng xe bán tải, người ta sử dụng thì chắc chắn là để chở hàng chở đồ là nhiều. Đấy, nhưng mà đây là gặp ngay với bác chủ này, bác ấy lại toàn đi gọi là đi chơi là nhiều thôi. Thế thành ra là xe thì chăm chút cũng khá là tỉ mỉ. Sàn thùng sạch sẽ này, sàn đây, đẹp đây. Đấy, còn ngon như thế này đây. Và các bác nào mà yêu thì các bác cứ điện thoại ngay cho em Vũ Duy Auto nhá. Vâng, chiếc xe này thì em đang có mặt tại thành phố Hải Phòng. Ui giời. Đấy, đóng rồi, nhẹ nhàng. Và đấy các bác nhìn nhá, rất là kín luôn, phun nước thoải mái, không hề vấn đề gì. Đấy, nắp thùng thấp nhưng mà nhìn nó rất là gân guốc, nhìn phê thôi. Cái này thì vừa form dáng đẹp và giá cả thì rất là hợp lý, loanh quanh có hơn 4 đồng thôi. Các bác đã sở hữu ngay được một mẫu Forerunner bán tải một cầu, máy dầu, số tự động. Đấy, đi rất là thoải mái. Và đi cái dòng này thì nó rất sướng. Đấy, lốp sơ cua còn dày này. Đấy, lốp sơ cua còn dày. Và sắt xi gầm bệ này, các bác nhìn này. Ui giời, quá ok. Đấy, không chê được câu nào mà, riêng em này nhá. Vâng, riêng em này thì các bác yên tâm, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Và đây cũng là một mẫu xe giá rẻ hợp lý với mọi nhà. Đấy, các bác nào mà thích thì các bác cứ nhích ngay em này về. Đó, hợp lý. Vâng, giá tiền hợp phù hợp này, xe thì còn ngon cứng luôn. Và không hề lỗi lầm, lốp dép thì dày bình bịch luôn. Đấy, thoải mái cho anh em nhá. Một dàn lốp 470%. Vâng, 70% cho một chiếc xe bán tải. Đấy, chỉ keo thì riêng toàn bộ chỉ keo thì em bao đẹp cho các bác luôn. Cái này thì các bác yên tâm, vì xe thì bên em bán là chuẩn chỉ luôn, cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, pháp lý đảm bảo này, xe thì còn ngon cứng và nói chung là nhìn hình thì các bác biết ngay. Tầm thời tiết hôm nay thì nói các bác là đứng ngoài trời nhiệt độ đang là 13 độ, mà kể cả mưa này là tí nữa sẽ xuống 10 độ ngay. Thế nhưng mà mình ngồi trong xe là chắc chắn sướng hơn những người đi bên ngoài, đi xe máy. Thời tiết này gọi là mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Rét thì thường thường là lắm bác lại còn phải đi xe nhưng mà đắp chăn.
Đấy, nhưng mình ngồi trong xe là vừa được điều hòa ấm này, vừa được chủ động hơn, công việc mình có thể giải quyết trực tiếp ở trong xe luôn. Ok, vâng. Đấy, với cái tầm tiền này thì bác nào mà yêu thì nhanh tay nhá. Vâng, bên em thì xe thì có sao bán vậy thôi, chứ cũng chẳng phải cầu kỳ gì cả. Đấy, còn đây là một mẫu máy dầu bán tải 2016. Chất xe đẹp luôn. Và tất cả các chức năng thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, gầm bệ sắt xi thì khỏi bàn. Về riêng em này thì gầm bệ sắt xi cực đẹp luôn. Đây, các bác nhìn này, gầm nó đẹp như này mà. Đấy, 2016 gầm cực đẹp luôn nhá. Và giá cả thì vô cùng hợp lý. Đấy, ngồi lên cái để cho nó máu lửa đó. Ui xời. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, đây cái lên ngay. Màn hình OLED Pro có nhiều chức năng hiện đại tích hợp. Đấy, có cam lùi. À, xe cam lùi là đấy, ôi có cam lùi luôn này. Đấy, đầy đủ luôn. Xe thì không có báo lỗi nhá, chuẩn chỉ luôn, không báo lỗi. Gạt mưa sạch sẽ. Ui chuẩn. Đấy, đèn đóm thì ok. Đèn đây. Đấy, nói chung là xe chạy 12 vạn rồi, không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Ví dụ như chỗ này nó mòn mòn, không tránh được. Đấy, ga tự động đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Vâng, và em này thì được cái là động cơ máy dầu 2.2, nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của xe thì tương đối là ấn tượng. Và các bác mua những cái dòng như thế này thì chi phí bảo dưỡng định kỳ nó cũng rất là thấp, nó không như là những cái chiếc xe hàng cao cấp, đầu tư ít nhưng mà lại hít được thịt thơm. Động cơ máy dầu 2.2 vừa khỏe vừa lành, vừa chất vừa chắc luôn. Đấy các bác nhìn này. Đấy, máy của nó nhìn cũng phê như thế này mà. Và máy gầm thì khỏi bàn. Còn con này thì được cái là máy dầu rất là êm luôn, chất lượng thì khỏi bàn nhá. Máy số thì đảm bảo cam kết cho bác là ngon tuyệt đối luôn. Đấy, về là các bác yên tâm là chỉ được đi thôi. ABS đầy đủ 4 bánh à. Đấy, nhiều bác thì cứ bảo là ABS 2 bánh, nhưng mà thưa với các bác là ABS chỉ là hệ thống gọi là phân bổ cái lực bơm dầu thôi, chứ nó không phải là cái hệ thống gọi là cứ phanh đĩa là ABS nhá. Nếu bác nào mà không hiểu thì các bác cứ alo cho em. Vâng, đấy, chất xe nó còn đẹp như thế này mà. Đầu răng, đầu nước các thứ của xe thì đảm bảo cho anh em. Và nói chung là anh em mà muốn mua xe chất, xe cứng thì cứ gặp em. Đấy, bên em Vũ Duy ô tô thì cứ chuẩn chỉ thôi. Keo chỉ thì đảm bảo cho anh em và xa giá cả thì vô cùng phù hợp. Đấy, một mẫu xe bán tải Jaguar XJS đời 2016 với cái giá tiền là chỉ có 418 triệu đồng cho một chiếc xe chạy được 12.6 vạn. Đấy, xe ngon, chất còn đẹp và đăng kiểm thì còn dài đến tháng 6 năm 2024. Đấy, ok, bác nào mà yêu thì điện thoại ngay cho em. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ, hợp lý, hợp túi tiền. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Jaguar XJS 2016 đang chờ các bác nhé. Bác nào máu thì nhanh tay điện thoại ngay. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt.